Đò nhảy mã. Đổi lại, như đỏ đi xe 1 bình 4. Trở về nước đi như phương án thứ hai. Ở đây chỉ là thay đổi thứ tự nước đi. Như đỏ mã 8 tiến 7. Đến đây hình thành trung pháo hữu hoành xa đối phản cung mã. Bố cục tiến thất binh chính mã đối bổ hữu sĩ. Cờ đỏ có hai phương án đi quân. Một là pháo 8 bình 9 và hai là xe 1 bình 4. Còn như nếu đỏ đi xe 1 bình 6. Cờ đen ưu thế. Phương án đi qua cờ đỏ, pháo 8 bình 9. Đỏ bình biên pháo nhằm tăng tốc độ xuất quân cánh trái. Đen phi pháo quá hà. Đổi lại, như đen đi pháo 2 tiến 2 tuần hà. Cờ đỏ ưu thế.
Như đen pháo hai tiến bốn. Cờ đỏ ưu thế. Mời các bạn xem lại phương án đi quân này.
Cờ đỏ ưu thế. Phương án thứ hai, cờ đỏ hình cờ này là xem một bình bốn. Đen bay tượng lên đầu nhằm củng cố phòng thủ. Ở đây đen cũng có thể đi xe 9 bình 8. Đỏ bình biên pháo nhằm xuất con đèo hai cánh. Nếu đỏ đi tốt 5 tiến 1 dẫn tới đối công kịch liệt. Đến đây, cờ đeo hai khả năng đi quân. Một là mã 7 tiến 8. Và hai là xe 9 bình 8. Khả năng đi quốc cờ đen, mã 7 tiến 8. Đỏ không đổi xe là nhằm duy trì biến hóa. Đổi lại, như đỏ đi xe 8 tiến 3. Cờ đen có thể tranh hoành. Như đỏ xe 8 bình 7. Đen lùi tượng là nhằm không cho đỏ đi xe 9 tiến 3, chiếu tướng đổi xe, nước cờ cảnh giác. Cờ đỏ nhiều tốt nên không muốn hòa cờ. Đỏ thể nghiên cứu đi pháo 7 bình 8. Buộc cờ đen phải biến. Như đỏ phá 7 bình 9.
Đỏ bay tượng lên đầu. Đỏ thể nghiên cứu đi, xe 9 tiến 1. Cờ đỏ không khó thủ hòa. Như đỏ tượng 3 tiến 5. Đen nhảy mã nhỏ ngọa tào. Cờ đen đánh đúng điểm yếu của đỏ. Đen khí tốt, nước cờ tuyệt hay. Cờ đen ưu thế lớn. Mời các bạn xem lại cách đi con này.
Cờ đen ưu thế lớn. Khả năng thứ hai của đen hình cờ này là xe 9 bình 8. Đen xuất xe nhằm duy trì biến hóa. Đen tiến xe qua hà, nước cờ tranh chủ động. Hai bên ngang thế. Các bạn nghĩ thành công thế trận trung pháo đối phản cung mã.